Thưa quý vị các bạn, khi World Cup 2018 diễn ra thì chắc chắn khi mà cả vạn cổ động viên đến với thành phố Moscow, họ sẽ rất muốn mong về cho mình những món quà lưu niệm. Và nói món quà lưu niệm thì không thể không nhắc đến khu chợ đồ cũ tại thành phố Moscow của Liên bang Nga. Đây là khu chợ được coi là điện Kremlin thu nhỏ bởi kiến trúc cực kỳ độc đáo. Và ở đây các bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì mà bạn mong muốn. Ngay bây giờ chúng ta cùng đi theo qua khu chợ. Như các bạn có thể thấy là ở đây có rất nhiều kiến trúc độc đáo và món quà lưu niệm đầu tiên mà các bạn có thể mang về từ World Cup 2018. Đó chính là những bức hình lưu niệm các bạn có thể selfie ở đây. Sau khi các bạn đã có những bức hình ưng ý tại khu điện Kremlin thu nhỏ thì các bạn có thể đi qua cánh cổng này để đến với khu chợ đồ cũ, nơi mà các bạn có thể mua những món quà cực kỳ đặc biệt. Nước Nga là một nước hàn đới, chính vì vậy khi mà thời tiết thường xuyên ở dưới 0 độ, việc ở những con phố lưu niệm này bán rất nhiều đồ liên quan đến giữ nhiệt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cùng với đó thì những mặt hàng truyền thống, những đồ handmade như những con matryoshka, những đồ bạc và thậm chí là những đồ lưu niệm đặc biệt khác, thậm chí là của thời Liên bang Xô Viết ngày xưa, cũng là một trong những món đồ được nhiều người ưa tìm. Thưa quý vị các bạn, trong khu chợ lưu niệm với rất nhiều món đồ đặc trưng thì khi dịp World Cup diễn ra, các cửa hàng cũng đã rất là nhanh nhạy khi mang cho mình những cái sản phẩm liên quan tới World Cup để phục vụ những khách du lịch khi mà tới đây. Trên tay tôi đây là một móc chìa khóa có biểu tượng linh vật của World Cup, và đây là một trong sản phẩm được bán chạy nhất với giá là 400 rúp, tương đương với khoảng tầm 160.000 tiền Việt Nam. Bên cạnh đó thì còn có rất nhiều sản phẩm khác mọi người có thể thấy, như là cốc bia, như là các con matryoshka, những đồ làm bằng handmade. Và giá cả của những cái này thì thường đắt hơn những cái sản phẩm truyền thống, bởi vì tại Nga việc mà bán những sản phẩm như chúng ta gọi là sản phẩm nhái là rất là khó khăn. Bởi vậy khi mà các cửa hàng nhập những cái đồ này về thì họ phải trả tiền bản quyền và phải nhập chính hãng, và đó là lý do vì sao mà sản phẩm đội giá thì tương đối là nhiều. Ví dụ như là một con linh vật cỡ lớn nhất có thể giá từ 2.000 đến 3.000 rúp, tương đương với khoảng tầm hơn 1 triệu đồng tiền Việt. Nhưng rõ ràng khi chúng ta đã vượt hàng ngàn km để tới nước Nga xa xôi để xem World Cup 2018 thì rõ ràng chúng ta cũng không tiếc quá nhiều tiền để có được những sản phẩm có thể giữ lại chúng ta những kỷ niệm trên đất Nga.